Hai chị em đi câu cá, dính cá chạch về nấu canh chua. Không, ngày mai nấu canh chua rau chạy với cá chạch thử Nhi, chắc ngon lắm á Nhi. Ừ, nấu cá chạch kho, nấu canh chua rau chạy ăn bữa đi chứ kho chi hoài. Rau chạy đợt non non quá trời hen. Chị thấy có nhiều nhà người ta trồng để người ta bán luôn á. Ờ. Đi dài qua bên đây nè. Đưa đây chị cầm bớt cho. Dạ mua mắt. Nè, cái lá non non đó không hái đó. Ừ. Ngoài chợ bán mắc lắm đó. Cái này mình ở quê là vậy chứ mà ở thành phố đi, mua ra chợ ra thành phố mua cũng mắc tiền nữa. Ở quê mình là có sẵn ăn hái là không có tốn tiền, chứ ở đem về thành phố bán là tiền không ha. Đó, mấy cái đọt ở non non mới ngon á. Chừng 2-3 con cá chạch là nấu tô canh chua là được. Là ngon. Nó dớ mấy cái đọt non này nè. Dữ vậy nó vô Nhi. Nó cái đọt non nhỏ nhỏ đó kìa, nó mới ngon kìa. Nè, cái lá này nữa nè. Ừ, cái đọt non vàng vàng rồi đó kìa. Nhỏ. Đúng không? Cái lá non, còn mướt luôn. Nó ở quê dễ sống. Ừ. Nó đi làm không có tiền cũng được. Vừa về cái ra mà sợ có rồi gì để đâu đó giờ các bạn. Có môn nữa nè. Có bông điên điển nữa nè. Vài bữa nó mưa. Mưa già tí xíu nữa là có bông điên điển á. Ừ. Ngoại trang gì đem lấy ông đẻ luôn là nhà của ba đó. Ừ. Chua. Mà lấy cái môn nó nấu người bỏ nha chị. Chứ người bỏ vô ăn được. Quá trời nha. Kệ. Non thì cứ hái nhiều nhiều gì. Lâu lâu mới về hái lần đem về thị trấn cho mấy chị người miếng. Cho người ít về để nấu canh chua ăn. Nói như chị Tám ở quê chứ bà có chạy đâu bán ăn, bà có thể chợ mua. Nhà bà có. Nè, cái đọt non lúc mà đẹp, gió chút mà ngon. Đây đi coi, là có cá thôi. Là có cá đây. Coi chừng nó ăn nó lo cái cần câu cái là đi mất tiêu luôn. Đây. Đó, hái được à. Đánh được quả rồi đó mọi người. Rồi. Chiều mưa rồi mọi người.